Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 10, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng yếu tố năm 2023. Dự lễ khai giảng có các đồng chí, đại diện các ban xây dựng đảng của huyện ủy, ban giám đốc và các giảng viên Trung tâm Chính trị huyện. Tham gia lớp học bồi dưỡng có 111 học viên là quần chúng yếu tố đến từ các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Trong thời gian 5 ngày, kể từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 năm 2023, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung chuyên đề như khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc chương trình học tập, học viên sẽ viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập và được ban tổ chức lớp học cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các quần chúng yếu tố có nguyện vọng gia nhập vào đảng cộng sản việt nam nắm được những nội dung cơ bản về đảng cộng sản việt nam nhất là lịch sử cương lĩnh điều lệ đảng và những thành tích vẻ vang của đảng cộng sản việt nam quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước từ khi thành lập đảng đến nay trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn tích cực rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản việt nam